Nè Nói nghe nè Nghe chuyện ma tiếp nha Chịu không Ok Đây là những câu chuyện ma của Jenny Lu gửi về cho Việt Thảo Bao gồm những câu chuyện Nói về ma tại nhà hàng Paris ở quận 5 Nói về ma trong căn nhà đang ở Nói về tiếng giày bốt lộ xô của lính ở trên nóc nhà Nói về ma ở nhà má của mình rồi những chuyện ma ở bên tây úc còn người nhắn tin bí mật là ai qua điện thoại và chuyện liên quan đến đám tang của chồng em đó là những chuyện ma có liên quan đến uh, mà chenilu đã gửi về cho việt thảo để kể lại cho quý vị và các bạn nghe ngày hôm nay bây giờ mời quý vị bắt đầu theo dõi đây là chuyện bên lề với Việt Thảo. Xin kính chào quý vị và các bạn. Đây là bức thư của Jenny Lu gửi cho Việt Thảo nhận vào ngày 4 tháng 12. À, xin lỗi, ngày 12 tháng 4 năm 2020. Tại vì bên Úc ghi ngày nó khác với bên Mỹ. Bên Úc ghi ngày giống Việt Nam. Tức là ngày trước tháng sau. Còn bên Mỹ thì ghi tháng trước ngày sau. Ở đây 12, 4, 20 tức là ngày 12 tháng 4 năm 2020. Thân gửi anh Việt Thảo thân thương, mail gửi từ Úc Châu, mở ngoặt Tây Úc. Em là Jenny Lu, đang viết email trong một thời điểm mà hy vọng ai ai cũng ở nhà và làm theo câu slogan You stay home for us, we stay at work for you. Hy vọng cho đến thời điểm anh đọc tới mail của em thì nhân loại toàn cầu đã vượt qua và thoát khỏi được đại dịch và trở về cuộc sống thường nhật như trước tháng 12 năm 2019. Em xin góp vài mẫu chuyện tâm linh ngắn mà em được trải nghiệm để được đưa vào kho tàng chuyện ma dân gian Việt Nam. Thú thật với anh, em muốn viết kể những chuyện này để anh đọc cho các fans của anh nghe từ lâu lắm rồi nhưng mà cứ ngại viết lách nên sau ngần ấy năm nghe ké chuyện của các bạn do anh thảo trình bày bây giờ mới dám viết đó anh ạ à. bao lần cũng tự an ủi mình hãy viết đi sợ gì anh thảo sẽ thông cảm cho thôi vậy anh ơi nếu có câu nào không thông thì xin anh chỉnh dục những câu chuyện của em kể 100% là có thật mà em được trải nghiệm chứ không phải bị trải nghiệm. Vì em cho rằng nếu em chưa từng trải nghiệm thì em sẽ nghe, nhìn những chuyện tâm linh với một tâm thế khác rồi. Nếu như ai chưa bao giờ được hay bị trải nghiệm thì xin đừng vội nghĩ là cõi tâm linh không tồn tại. Tại vì mình chỉ biết cái khuôn khổ mà mình biết thôi. Vì vậy, không nên vô phép hoặc thách thức cõi tâm linh. Đó là việc không nên làm chút nào. Sau đây là vài câu chuyện ngắn, đáng nhớ và ấn tượng trong đời mà em đã được trải nghiệm từ Việt Nam cho đến khi sang Úc. Năm 1994 thì em có làm việc cho một cái nhà hàng tên là Paris ở quận 5 trên đường Nguyễn Chí Thành. Nhà hàng này thì không còn trụ ở đây lâu rồi. Nếu như ai ở quận 5 thì thì có thể biết được nhà hàng này. Nhà hàng này thì đóng cửa khá trễ, tầm cỡ 1 hay là 2 giờ sáng mới đóng cửa. Thì trước đó khoảng 12 giờ là nhân viên được ăn tối trước khi về nhà. Thì khuya nào cũng vậy, cả đám cùng nhau ngồi ăn chung vừa ăn vừa kể chuyện về công việc của mình ngày hôm đó thì trong khi ăn thì thỉnh thoảng là nghe có tiếng ai đó gọi tên trong những người bạn ngồi ở trong bàn giọng thì rất là rõ gọi thì lớn mà gọi rất nhanh lớn đến nỗi khi nghe gọi thì mọi người đều quay về cái hướng phát ra tiếng gọi đó có hôm thì gọi huệ có hôm thì gọi thảo từ từ, mấy em nghe là chỉ biết nhìn nhau rồi nhướng mắt ra hiệu cho nhau. Cũng nơi làm việc này, một buổi chiều đi làm. Lúc đó tôi vừa hát vừa nhảy chân sáo lên những bậc cầu thang dẫn đến phòng thay đồ. Khi đến ngay bước cuối của cầu thang là một cái bậc nghỉ nó rất rộng, thì em chạm mặt một cái nhân ảnh người đàn ông mặc chiếc áo màu vàng. Hình như đây là bộ đồng phục, tại vì nó được ủi rất thẳng, thẳng như là giấy người ta xếp vậy. Khi thấy em đang nhảy chân sáo lên những bậc cầu thang đó thì anh ta đứng nép sát vô tường, tránh đường cho em nhảy. Sau đó thì em kể cho vài người trong công ty nghe thì họ trả lời em một cách rất bình thường, đâu có gì đông lạ, anh ta hay xuất hiện ở cầu thang lắm, rất nhiều người đã thấy. Rồi một sự kiện khác nữa cũng xảy ra cho em cũng ở ngay cái nhà hàng này. Cái ngày hôm đó thì nhà hàng rất đông. Vì đứng phục vụ quá lâu nên chân em mỏi rã rời. Em mới vội vô phòng thay đồ nằm nghỉ khoảng 5 phút. Tư thế em nằm là 75% là trên giường. Còn phần mà từ đầu gối thì thả chạm đất. Tự nhiên sau đó em cảm thấy cái bắp chuối mình nó lạ lạ, ướt ướt lạnh lạnh. Em ngồi bật dậy xem sao thì thấy một cái vệt đen. Nó tím cỡ hạt đậu, đậu dáng đó. In ở trên bắp chuối của mình. Sau đó thì em rời phòng và xuống làm việc tiếp. Thấy em lấy tay so so vết tím thì vài người hỏi sao vậy. Thì em có kể lại. Có điều là hãy em kể cho vài người nghe thì vết tím đó càng to hơn. Em lại không tin cứ thử thêm vài người, cứ thế mà tới 12 giờ khuya thì cái bắp giò em nó tím đen như cái bông chuối vậy đó. Sáng hôm sau thì em kể cho má nghe, má đi chợ mua đồ rồi bảo em là mang lên nhà hàng đó mặc cúng, rồi giái người ta bỏ qua nếu mà mình lỡ phạm gì tới họ. Em nghe thì cũng sợ, cho nên sáng hôm sau là em lên nhà hàng để mặc cúng. Nhà hàng thì chỉ mở cửa buổi chiều cho nên sáng chỉ có vài người trực, trực bếp thôi. Mà bếp của nhà hàng thì ở trên tầng 3. Phòng karaoke đó thì tầng 2, còn nhà hàng thì tầng 1 bên dưới. Khi đi hết dãy phòng karaoke, phải nói những cái phòng karaoke này được thiết kế nó nằm san sát và đối diện với nhau. Rồi những cái phòng này thì nó không có cửa sổ và nó được cách âm để cho phòng này không có gian qua tới phòng kia. Thì vượt qua hết dãy phòng karaoke thì em cũng tới phòng thay đồ của nhân viên, nó nằm ngay ở cuối hành lang. Thế là em, em sắp xếp đồ cúng ra, em đốt giấy tiền vàng bạc, rồi trịnh trọng mời tất cả lên ăn, rồi em đốt giấy tiền vàng bạc và mời họ lấy về xài. Có điều khi vừa dứt câu thì cái cửa tự nhiên nó đẩy nhẹ một tiếng kêu cái két. Phải nói lúc đó cái tim muốn thắt lại luôn. Rồi tiếp theo là một làn gió nó lùa vào làm xoáy cái mớ giấy tiền đang cháy thành một cái dòng xoáy nó bay lên bay lên đụng luôn tới trần nhà. Ui cha lúc đó em sợ cháy nhà quá nên vội chạy vào toilet lấy luôn một xô nước đổ ập vào đám cháy. Lúc đó thì phải nói da gà, da dịch da, da ngỗng gì nó mọc lên hết. Thế là ba chân bốn cẳng chạy xuống đất. Bay thẳng về nhà, nhanh hơn một nốt nhạc luôn đó anh Thảo. Phải nói là chắc họ cũng cảm nhận được lòng thành của mình. Vậy mà chỉ vài ngày sau, vết tím đó tan dần, tan dần. Nhưng nó cũng còn để lại một cái hình rõ như là cái viền môi của một ai đó trên bắp chuối của em. Còn đây là những chuyện tâm linh xảy ra ngay trong căn nhà của em ở. Năm 2005 thì hai vợ chồng em dọn về Việt Nam ở. Tại vì lúc đó em có hai con, mà chồng em thì đi làm việc suốt, rồi không có ai phụ chăm con hết. Thế là hai vợ chồng quyết định bán hết nhà cửa ở Úc, đi về Việt Nam mua nhà để được sống gần cha mẹ và chị em để phụ việc và lo cho con nhỏ phụ em nữa. Tụi em mới mua ngay một cái căn nhà gần sát nhà của ba mẹ. Một hôm thằng con trai 5 tuổi của em nó đang ngồi ở trên ghế salon nó chơi. Thì bỗng nhiên em nghe nó hét là một tiếng thất thanh. Lúc đó em mới chạy ra, em dỗ nó và hỏi nó tại sao nó quảng sợ như vậy thì nó vừa khóc mà nó vừa nhắm mắt như thế này mà nó quay đầu phía sau qua vai đó giống như nó trốn nó né ai vậy Sau đó vài phút, chắc nó lấy lại được tinh thần rồi, thì nó mới kể là nó thấy một cái cánh tay lù xù lông lá không, thọt từ ngoài ban công vô cửa sổ, thì sau khi con trai kể thì cái cô bé mà làm việc nhà cho em đó nó mới nói Chị và chị có muốn cầu lên hỏi xem ai không để em cầu dùm cho. Nghĩ là làm liền. Thế là em và hai bà chị em cùng cô bé mới ngồi xuống. Bốn chị em ngồi bệt dưới đất. Bốn bàn tay mỗi người chống một cánh tay xuống đất để chịu lực cho cái thân thể hơi nghiêng về phía trước. Em đốt ba cây đèn cày ba cây nhang rồi hỏi anh em trong nhà trong cửa vui lòng cho tôi biết có phải có người chọc ghẹo con trai tôi hả nếu phải thì làm gì đó biểu hiện cho tôi biết đi để mà cúng cho mấy anh chị khi mà em mới vừa nói dứt câu thì cái bóng của cái lửa đèn cày nó kéo giãn ra một cái hình như là giọt nước lớn cỡ như cái miệng chén vậy cái phần nhỏ của giọt nước đụng vào ngón tay trỏ của em, tại vì để bàn tay lên mặt đất. Thế là bốn đứa giật nảy mình hết hồn hết bía Cái vì cái sự việc vừa chứng kiến nó xảy ra rất là nhanh và cái sự va chạm đó nó cũng rất là nhanh nhưng rất là chính xác đúng ngay cái đầu ngón tay của em. Em không hiểu tại sao họ lại ám hiểu cho em biết và là em mà không phải là mấy người kia em nghĩ có lẽ vì người họ phá là con trai em và ngay chính trong căn nhà của em sau đó thì tụi em dập tắt nhang đèn để kết thúc sự việc qua ngày hôm sau thì con bé giúp việc nó rủ cầu cơ thế là bốn tụi em lại tiếp tục hành trình điều tra ma coi của con ma trong nhà này là ai phải nói con bé này nó rất là yếu bóng vía luôn mỗi lần nó cầu lại lên liền nó mới vừa lẩm bẩm trong miệng vài câu vừa dứt câu cầu cơ là anh ta nhảy vô liền đây là một người thanh niên anh ta trả lời anh ta nói là ảnh chỉ giỡn chút làm gì mà sợ dữ vậy tại vì thấy nó dễ thương nên chọc nó thôi anh ta còn cho biết ảnh tên là nam anh chết năm nào ảnh đi lính mà chết và lúc chết thì anh có chừng 23 tuổi. Anh ta cũng nói là anh ta thích mặc áo trắng. Nếu có cúng thì nhớ tặng cho anh cái chiếc áo màu trắng. Anh còn cho biết là căn nhà này có tới 5 người lẫn. Mà anh ta là trẻ nhất trong số họ. Kể từ đó thì em có làm một cái lưu hương nhỏ để trong góc khuất và đốt nhang cho 5 người này mỗi ngày luôn. Đây là câu chuyện có liên quan đến cái tiếng giày bốt lộ xô ở trên nóc nhà giữa đêm khuya. Chuyện xảy ra cũng tại căn nhà này. Thì lúc đó tụi em đã ngăn phòng để cho người ta thuê xe phòng với mình. Thì vào một đêm nọ cũng gần khoảng 2 giờ sáng, em giật mình thức giấc. Tại vì ở trên nóc nhà nhà thì lập tôn giống như là ai mang giày bốt lột xô là loại giày quân đội mà cái đế thật cứng giống như là đang tập quân sự ở trên đó vậy thì lúc đó em chỉ nghĩ thầm là thôi để ngày mai mình hỏi cho nó ra lẽ tại sao khuya tối mà còn vẫn ầm ầm ở trên nóc nhà qua hôm sau thì em nói chuyện với mọi người khi mà em hỏi thì mới biết là ai cũng nghe và cũng bực mình. Họ nói tưởng chủ nhà là tụi em nè, gây tiếng động nên họ không có dám nói. Khi bây giờ em hỏi thì họ mới súng vô để mà bàn tán. Mà khi em hỏi mọi người thì em hỏi vậy thôi. Chứ thật sự em đã tin chắc một điều là không phải những người xe phòng hay là những người ở chung nhà mà họ làm đâu. Tại vì hầu như ai cũng 40-50 tuổi hết rồi họ cũng phải thức dậy sớm để đi làm việc thì chắc không ai lên nóc nhà mà giỡn kiểu đó và chính trong căn nhà này nó có quy lực ở chung rõ ràng lắm để bảo đảm cho sự yên tĩnh cho người ở trọ thì nội quy phòng trọ là không được gây ồn trong phòng trọ không được hát karaoke ngay cả vợ chồng mà có cãi nhau thì phải rủ ra ngoài cãi muốn gây thì ra ngoài gây gây xong rồi về ngủ chứ không được ở trong nhà mà gây lộn nữa ai đồng ý mới cho thuê cho nên mọi người đều tránh không có vi phạm nội quy và hầu như từ trước đến nay ở với nhau rất là thoải mái không có ai vi phạm cả sau khi nghe chuyện rồi thì hầu như ai cũng sợ hết có thể nói gia đình em ở đây cũng được một thời gian dài rồi má em cũng quen biết nhiều người ở hàng xóm và trong số những người hàng xóm đó có những người ở đây rất là lâu năm họ kể là vào cái thời thực dân pháp xác lính chết chất thành đống ngay khu nhà em ở phải đợi xe tải đánh hốt về để mà chôn tập thể luôn và đây là những câu chuyện liên quan đến ma ở nhà má em Nhà má em thì nằm sát nhà em. Tại vì từ đầu tụi em muốn mua nhà nằm sát ba má mà. Thì chuyện cách đây cũng đã 23 năm rồi. Và đứa bé trong chuyện này hiện giờ nó đã có hai con. Vào một buổi chiều, bà chị thứ năm ở nhà giữ cháu gái là con của bà chị hai em. Chiều hôm đó vì đói bụng sớm nên bà năm bà lục cơm nguội bà ăn trước. Bà múc một chén ra ngồi cửa để mà ăn ở ngoài cửa đó. Để vừa ăn vừa nghe hàng xóm tám chuyện. Bà để cho bé ngủ ở trong nhà con mình. Mà bà chắc bụng lắm tại vì biết rằng đứa cháu nó đang ngủ sai. Mà không có sợ nó lăn xuống đất tại vì ngay bên cạnh đứa cháu nó có một trái, trái mít. Thiệt là to nằm đó cản lại. Mà trái mít to chà bá lửa luôn nó nặng có chừng 20kg lận. Khi mà trái mít nằm chặn như vậy thì đứa bé nó nằm ở trong thì không cách chi mà nó lăn nó rớt xuống đất được hết. Có điều phải cẩn thận là tại vì cái chiếc giường nó cao lắm, cỡ khoảng một thước tư lần. Giường này được kê lên cao là tại vì ở nhà thường hay bị nước ngập mà ba má thì sợ hư cái chân giường cho nên phải kê ở dưới chân giường đồ nữa cho nó động lên cao để cho nước không có ngập chân giường bởi vậy cho nên cái giường rất là cao thì sau khi bà ăn hết chén cơm thứ nhất rồi bà mới đi vô trong để múc thêm chén thứ hai thì khi bước vô bà thấy bé nó đã nằm dưới đất rồi lúc đó bà vừa hết hồn mà vừa sợ bà nghĩ rằng đứa bé mà nó lăn té từ trên giường xuống có thể chết sợ quá không có dám đụng vô đứa bé nên bà đến gần Bà lấy chân bà đá đá thử vô bé coi nó còn sống không. Ai ngờ khi bà đụng đụng chân vô bé ngồi dậy, nó nói giọng tỉnh bờ. Đứa bé lúc đó nó chừng 2-3 tuổi gì thôi. Nó nói cũng còn bập bẹ. Nó hỏi, sao gì kêu con vậy? Con đang chơi với ông già vui lắm. Ông liện con lên cao rồi ông chụp con lại. Thiệt là vui lắm đó. À, nó vừa nói mà, nó còn diễn tả điệu bộ. Ông ừ, mặt cái áo có ba cái túi vừa nói nó vừa thọt thọt tay vô nó diễn tả đây nè rồi ở đây nó nè nó diễn tả là ông già mặc cái áo ba túi hai túi dưới giặt áo và một túi nơi ngực sang ngày hôm sau thì bà ngoại bà ngoại đấy tức là má của em mới đi hỏi thăm người bán nhà cho má về cái người đàn ông đó là ai thì bà chủ nhà cho biết Cách đó vài năm, bà ấy có cho một người quen ở nhà. Và cái người quen này, ổng bị cơn đau tim nên đột tử không ai biết. Cho đến khi hàng xóm nghe có mùi khó chịu thì đi tìm bà ấy để mà mở cửa xem có phải mùi hôi này bay ra từ nhà bà ấy không. Thì khi mở cửa ra thì xác của ổng đã tới trong thời kỳ phân quỷ rồi. Như vậy thì bây giờ má đã biết rõ lịch sử của ngôi nhà. Cho nên mỗi năm khi đến dịp thanh minh là má cúng và đốt quần áo cho ổng. Khi gặp khó khăn thì má cũng hay giái ổng phù hộ. Vậy mà gia đình em cũng đã ở đó gần được 30 năm. Đây là những câu chuyện ma xảy ra từ Tây Úc. Tây Úc tức là miền Tây của nước Úc đại lại. Năm 2007, vì sức khỏe của chồng không được tốt, cho nên tụi em quyết định rời Việt Nam và quay trở về Úc. Lúc đó thì em với chồng em phải xin ở nhà chính phủ tại vì cái giá thuê nhà của chính phủ nó sẽ rẻ hơn rất nhiều so với mình thuê nhà của tư nhân để ở em còn nhớ rất rõ hôm đó thì hai vợ chồng vừa đi xem nhà khi vừa xem xong thì phải nói hai đứa rất vui tại vì thuê được một căn nhà vừa rẻ vừa gọn thì lúc đó cái con nhỏ hàng xóm nó bị câm nó mới chạy ra nó chặn xe lại rồi không ai hỏi gì hết tự động nó nó kể là cái chuyện xảy ra trong cái căn nhà này cách đây 6 tháng. Nó câm mà. Vậy mà nó ráng nó kể cho mình nghe. Vậy mà mình hiểu được. Phải nói nó rất nhiệt tình luôn. Nó kể là cách đó 6 tháng. Có một cặp nam nữ sống như là vợ chồng và họ có hai đứa con. Họ là người Úc đen. Ông này bị ghen tuông mà giết cái bà partner của ổng. Ổng cắt cổ cô đó ở trong phòng tắm. Xong rồi để cô vô bao bố, bỏ vô cốp xe rồi đem vô rừng đốt phi tan. Cái khu rừng thì cách ngôi nhà chừng 30 cây số. Tại vì khi đốt thì khói của xăng dầu và cây lá khô cho nên cảnh sát thấy lạ mới đến nơi và phát hiện được. Thì mới bắt bỏ tù cái người này. Còn cái người chết là cô gái 26 tuổi, khi chết để lại hai bé gái, một đứa chừng 5 tuổi và một đứa 7 tuổi thì được giao cho ông bà ngoại nuôi. Như vậy thì hai đứa nhỏ được ông bà ngoại nuôi và người cha thì bị bỏ tù. Phải nói cái cô hàng xóm này cổ bị câm. Cho nên cổ phải xài cái body language mà khi diễn tả tới phân đoạn bị bị cắt cổ rồi bỏ vô bao ô cha, cổ làm dòm thấy cổ thiệt là khủng khiếp luôn. Khi nghe xong rồi thì phải nói em sợ lắm. Em mới nói với chồng thôi, mình bỏ cái căn nhà đi anh mình đi kiếm cái căn nhà khác. Nhưng mà chồng em nói, nếu mà mình không lấy ngay cái căn này thì chưa chắc một năm nữa mình có được căn nhà để mà ở nữa mà nó tốt như vậy phải nói là ông chồng em á khi còn sống thì ông rất là ngọc phải nói cái câu là vì sương gió phủ đời trai mấy chục năm lên rừng xuống biển ông không có sợ trời mà cũng không sợ đất nữa vì ông là oxy mà mà lại là trucky nữa oxy đây tức là tên gọi của những người ở úc châu người úc chánh gốc đó gọi là oxy Ông lại là Trucky. Trucky tức là tài xế xe tải lớn chạy xuyên bang. Vì thấy ông chồng mình không sợ, thôi mình cũng ráng nương theo ổng có chút nghị lực, nghị lực để mà khỏi sợ theo. Thế là sau cùng tụi em dọn vào ở trong căn nhà này. Thực tình mà nói khi vô ở đâu có cái chuyện gì xảy ra đâu. Là tại vì em cũng hiểu chút tâm linh phải nói em nhạy với chuyện tâm linh lắm nên em cũng có cúng khi dọn vô nhà. Và em cũng có gian giá với cô là hãy phù hộ cho gia đình em được bình yên. Có điều đó là em để ý cái này. Mỗi khi mà em đốt hương cho cô ấy là y như rằng cả căn nhà em ai cũng ngửi được mùi chuột chết. Ban đầu thì em nghĩ chắc là con mèo nào đó nó tha chuột, nó làm thức ăn nó ăn rồi nó ăn không hết nó bỏ đó, hay là chuột chết từ sân vườn hàng xóm. Thì em để ý tìm hoài à, mà không thấy, không biết, không có. Nhưng mà mỗi lần mà em thắp trầm hương thì rõ ràng là nghe có cái mùi chuột chết. Mà hôm nào không thắp hương cho cô đó thì không có nghe mùi gì cả em mới gọi về việt nam để hỏi một sư thầy ở trong một ngôi chùa thì thầy cho biết trầm hương chỉ để cúng phật thôi hương linh mà chết quang như cô ấy không chịu được mùi trầm hương mà ở úc thời đó trong những cái shop của châu á thì chỉ bán nhang của thái lan mà nhang thái lan thì lúc đó cái nào cũng có mùi hương hết nó không có cái nhang mà không có hương Thành ra từ đó em không có đốt nhang cho cô ấy nữa. Mà khi cúng thì chỉ thắp cái đèn cày và gọi tên cô ấy rồi mời cô ấy hưởng. Có một lần thì em bị sảy thai. Khi từ bệnh viện đi về, thân xác còn, còn đau, người thì còn buồn và rai rứt lắm. Người thì cứ ngây ngây vì stress, Em nằm một mình trong căn phòng Phải nói là 80% là tỉnh 20% là mê Coi như là gần tỉnh hết Chút xíu mê thôi Thì em có thấy một cái bàn tay Lấp lánh lấp lánh bay từ cửa Xuyên qua tường phòng ngủ Rồi xuyên qua phòng ngủ luôn Tới phòng tắm rồi biến mất Lúc đó em nghĩ chắc là khi còn sống thì Cái phòng mà em đang ngủ đây là phòng ngủ của cô ta tại vì cái phòng mà em đang ngủ là master bedroom cái phòng ngủ lớn và chánh ở trong nhà thì sự việc xảy ra như vậy thì sau ngày hôm đó hai vợ chồng em không ngủ trong master bedroom nữa mà chuyển qua phòng khác để ngủ hồi mới dọn vô sống thì phải nói rằng em rất sợ ở nhà một mình khi mà chồng đi đâu là em đi theo đó rồi ở trong nhà đó được 2 năm thì chồng em qua đời vì bệnh. Thì lúc này em là một mẹ nuôi tới hai con, một đứa thì 10 tuổi và bé nhỏ 6 tuổi. Khi mà chồng em biết mình sắp chết, chồng em không chịu ở bệnh viện nữa mà đòi về nhà. Ông muốn ông chết ở nhà chứ ông không muốn chết ở trong bệnh viện. Nhưng lạ một điều là sau khi mà chồng em mất rồi, đúng ra khi không có chồng khi có chồng thì không sợ khi chồng mất thì phải sợ nhưng mà ngược lại là khi chồng em mất thì em không còn biết sợ cái cô ấy như hồi trước nữa em nghĩ chắc có lẽ chồng em biết em sợ cho nên lúc nào ảnh cũng thường xuyên ở bên cạnh em tiếp sức cho em hoặc là ảnh đã đàm phán với cô ấy chăng rồi em cũng gian giái bằng tiếng Anh với cổ, xin cổ hãy phù hộ cho cho em. Nếu mà cổ phù hộ cho em, thì để cho em mới giữ nhà sạch sẽ cho cổ, rồi cổ muốn về lúc nào cũng được. Và em cũng năn nỉ cổ đừng để cho con, đừng để cho con của của em thấy, sợ tội nghiệp cho tụi nó. Rồi em cũng nhắn nếu mà cổ cần gì cứ báo mộng đi, thì em sẽ thực hiện cho cổ nếu có thể được có điều ngộ lắm anh thảo ơi lúc em ở căn nhà đó thì công ăn việc làm tất cả đều suôn sẻ hết và em mới dành được rất nhiều tiền và sau đó thì em gặp được một người đàn ông rất là đàng hoàng phải nói lúc đó em đơn thân em cũng muốn tìm cho mình một cái gia đình và cái người đàn ông này rất thương hai đứa con của em nếu bên ngoài ai không biết cứ tưởng ảnh là cha ruột và tụi nhỏ cũng thương ổng như là cha của chúng nó vậy sau đó thì tụi em cưới nhau và em đã dọn về nhà chồng. Thì cái ngày rời căn nhà này, trước khi ra đi, em cũng không quên khấn thầm. Thank you and goodbye to a lady I had never met. Cảm ơn và tạm biệt người phụ nữ mà tôi chưa bao giờ gặp. Việt Thảo xin đậm, mang phép tạm dịch là như vậy. và những chuyện tâm linh nó vẫn tiếp tục xảy ra ở cái ngôi nhà này cái hôm đó em và hai con cùng với boyfriend của em boyfriend đây tức là ông chồng của em bây giờ đây nhưng mà thời điểm đó anh chỉ là boyfriend lúc đó thì đang ngồi ăn cơm tối tự nhiên điện thoại gọi vào em mới bắt máy alo thì bên đầu dây kia hỏi em hả em phải không thì em đáp liền Jenny đi đây mà ai vậy Đầu kia không đáp là ai hết Mà chỉ báo là Bác hai mới mất rồi em ơi Bác hai mới mất rồi em ơi Và cái câu nói này lặp đi lặp lại vài lần Khi nghe tới đó phải nói em hết hồn Hết vía rồi Em tiếp tục hỏi dồn dập thì đầu kia cúp máy Khi kiểm tra số gọi thì là số máy để cho em gọi lại thì chỉ thấy số không có thật. Em nhớ hình như là 66061 gì đó. Em lập tức em điện thoại về Việt Nam liền gọi cho bà chị 6. Tiếng chuông thứ nhất chưa dứt là bà đã bắt máy rồi. Ở bên kia bà nói, "Trời, tao tính gọi mày hơn quá mày gọi tao." Em cũng chưa để cho bà phân minh tại sao muốn gọi cho mình, em hỏi liền. "Bác hai chết rồi hả?" Bà mới tá quả trả lời sao mày biết Em mới nói Mới có người gọi báo nên em mới gọi về nè Bà chị bà nói Ai báo Bác hai vừa tắt thở chưa có ai biết Thì làm sao mà ai báo Em mới nói em đâu có biết Giọng nữ chừng 50 tuổi Báo cho em biết Lúc đó bà còn nói Thôi mày ơi mày bớt xàm đi Tao không báo thì ai biết mà báo cho mày Má ơi tức thiệt luôn đó anh Thảo biết không, cái nghi vấn đó cho tới bây giờ mà hai em vẫn chưa giải đáp được. Về cái chuyện mà báo thân nhân mất, đây không phải lần là đầu tiên đâu anh Thảo. Vào tháng Giêng của năm 2001 thì em sanh đứa con trai đầu lòng. Em sanh con ở xứ người mà. Ở Úc mà sanh xong, đó, nếu hai ngày mà khỏe thì bác sĩ cho về nhà chứ không có cho ở lại bệnh viện. Rồi người ta mới cho y tá tới nhà để chăm sóc. Em nằm ở trong giường tại nhà đang cho con bú thì em thấy cái ông anh họ của em mặc áo màu hồng, ông đứng ngoài cửa phòng ông hỏi vào. Em em mới san được thằng con trai hả? Thấy ổng đứng đó hỏi thì em mới nhìn kỹ ra cửa thì không thấy ai hết. Mà làm sao thấy được? Cái người em thấy đứng đây là anh họ của em, nhưng mà trong khi anh họ em thì đang ở Việt Nam, ông đang điều trị ung thư mà. Thế là em gọi điện thoại về Việt Nam ngay lập tức. Thì trong điện thoại má mới nói giọng nghẹn ngào như vừa khóc. Chị mày mới báo anh Hưng mới đi rồi, cách đó chừng 5 phút. Còn một điều cũng khá trùng hợp là sau vài năm em có về Việt Nam và gặp lại vợ của anh Hưng. Em kể lại em gặp anh Hưng trong cái ngày anh mất và khoảng giờ anh mất. Em còn thấy anh Hưng mặc chiếc áo màu hồng. Thì chị dâu là vợ của anh Hưng cũng xác nhận là khi anh Hưng mất, ảnh mặc chiếc áo màu hồng. Đây là câu chuyện có liên quan đến đám tang của chồng em. Trước khi vào chuyện em cũng cảm ơn anh đã tạo nên cái kho tàng chuyện ma để tất cả mọi người nếu muốn đều có cơ hội góp những câu chuyện và để dành cho sau này. Đây là câu chuyện liên quan đến ông xã của em. Ông xã em mất vào năm 2010 và mất tại nhà. Ngôi nhà mà người thuê nhà ở trước em đã bị partner cắt cổ rồi đem lên rừng đốt xác phi tan. Bây giờ là chuyện kể về đám tang của ảnh. Khi mà ảnh phát hiện mình bị ung thư đại tràng thì nó đã là thời kỳ thứ ba rồi. Và sau 49 ngày chạy chữa cuối cùng, bác sĩ bảo là không có thể làm được gì cho ổng hết. Ba ngày về nhà. Phải nói không ngày nào mà ổng dám ngủ, cho dù mệt mỏi cách mấy. Ông nói sợ nhắm mắt lại rồi sẽ không còn có thể mở lại được nữa. Nhưng mà chuyện gì đến rồi cũng phải đến thôi. Cái buổi sáng hôm đó bác sĩ đến nhà kiểm tra thì thân nhiệt của anh Hạ và hơi thở đã yếu dần mặc dầu mắt vẫn mở. Lúc đó thì em mới nắm tay của ảnh bảo là anh cứ đi đi Em hứa là sẽ lo cho con mình. Anh không có gì phải lo. Anh lo đủ rồi. Bây giờ tới em. Khi nghe nói xong thì hai mắt anh nhắm lại. Rồi một dòng nước mắt chảy ra từ khóe mắt. Rồi anh từ bỏ cõi tạm này. Khi anh mất thì anh được 63 tuổi. Nhưng mà con của anh mới 10 tuổi. Anh yêu thương gia đình hơn bản thân. Nên khi mất đi, anh cứ vấn vương mãi mà không buông bỏ được. Cái ngày tiễn anh thì bạn bè và người thân ai cũng có đủ hết. Đám tang ở Úc sau khi làm lễ thì mọi người đi vòng quanh và đặt qua lên quan tài và say goodbye. Tới phiên thằng con thì bỗng nhiên nó bỏ dục chạy xuyên qua mọi người. Nó chạy với một cái thái độ như lẫn tránh sự thật mà nó không chấp nhận là nó sẽ không còn có thể gặp ba nó nữa. Giống như nó không chấp nhận là sau khi đặt qua người ta sẽ đốt ba nó, thiêu ba nó. Nó không thể chấp nhận là nó sẽ rời bỏ nơi này và để lại ba nó một mình nằm ở đó. Nó đã khóc thật nhiều và nó đã nói lên được ý nghĩa của nó, ý nghĩ của nó trong đầu như vậy. Một lúc sau thì mọi người cũng phải làm theo những thủ tục trong tang lễ. Ở bên Úc thì có phong tục viết những lời yêu thương lên cái bong bóng được thổi phòng rồi để nó bay lên thì việc này là do gia đình và người thân thực hiện ai cũng có thể viết được hết mọi người súng nhau viết trên những cái bong bóng rồi cột thành một chùm mới cho bay lên nhưng có điều là cái chùm bong bóng này khi bay lên thì nó bị mắc kẹt ở trên một cái cành cây thì trong khi thả bong bóng bay lên mọi người đều đứng nhìn theo cái bong bóng bay lên bầu trời. Tự nhiên nó mắc kẹt vô cành cây thì đồng thanh mọi người ồ lên một tiếng. Lúc đó thì sư cô mới lại nói với thằng nhỏ. Ba con không đi được. Tại vì con không tặng ba cây bông và không có say goodbye với daddy. Thôi bây giờ con vô trong đó đi. Thì sư cô chưa nói dứt câu thì thằng nhỏ nó bỏ chạy vô. Nó vừa đặt xong cành hoa rồi Nó bước ra khu vực mọi người đang đợi Anh Thảo có tin không? Nó vừa bước ra thì chùm bong bóng Nó bay ngược kim đồng hồ vài dòng Rồi từ từ bay lên như một cái vẫy tay chào tạm biệt Ngay cái không gian và thời khắc đó Tim mọi người như cô động lại Và một sự đồng thanh không chủ ý Khi bong bóng quay ngược trở lại và bay thoát lên được khỏi cành cây thì mọi người lại phát ra ô một tiếng và thiệt là thú vị ngay tại bây giờ khi em đang viết em cũng thở một cái dài khi nhớ lại cái ngày hôm đó em có đính kèm hai tấm hình một là cái bong bóng mắc kẹt trên cành cây và một khi đã tự gỡ thắt tự gỡ thắt mà bay lên Tùy anh nha, nếu anh thấy thích hợp thì cho các bạn xem, không thì không sao cả. Cuối thư em xin chúc anh và các bạn xem chuyện minh lề của Dịch Thảo một ngày an lành. Ghi chú thằng nhóc 10 tuổi và con bé mặc áo đen 6 tuổi là con của em và chồng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi những câu chuyện của Jenny Lu gửi từ Tây Úc về cho chúng ta và chia sẻ trong kho tàng truyện ma dân gian Việt Nam. Đây là kỳ thứ 311. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại trong những chương trình kế tiếp. Thank you and I love you.